Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử. Ngày hôm nay là một duyên lành khi Thảo Nguyên được về với một ngôi chùa rất là khang trang như thế này, ngôi chùa Cổ Am, để chia sẻ với tất cả quý vị Phật tử về một chủ đề mà Thảo Nguyên nghĩ rằng sẽ giúp cho tất cả mọi người sẽ chủ động hơn trong hôn nhân của mình. Đó chính là chủ đề về bạo lực trong đời sống vợ chồng và giải pháp như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng có một buổi tọa đàm, tỏa bóng bồ đề. Hy vọng rằng là tất cả mọi người, thân tâm của mình luôn an lạc, và đặc biệt là trong cuộc sống vợ chồng, lúc nào chúng ta cũng tìm được tiếng cười. Và trước khi bắt đầu chương trình thì Thảo Nguyên rất mong quý vị Phật tử chúng ta hoan hỷ, mình cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón Đại Đức Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Cổ Am ạ. Và ngày hôm nay giải pháp như thế nào, và chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân vì sao trong đời sống vợ chồng trước kia mình yêu thương nhau vô cùng, vắng nhau một ngày thôi đã cảm thấy cực kỳ nhớ nhung, nhưng không hiểu sao về sống với nhau 2-3 năm rồi, ổng không thèm hỏi thăm mình một tiếng nào, và thậm chí là ổng đi nhậu mình nói một câu là ở trong nhà đồ đạc bể hết. Mình không hiểu lý do vì sao, và giải pháp làm sao để ổng thương mình hơn, biết lo cho vợ, biết lo cho con hơn. Xin mời quý vị Phật tử chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón chuyên gia tâm lý Thạc sĩ Lý Thị Mai. Dạ, thưa quý vị Phật tử, trước khi chúng ta bắt đầu buổi tọa đàm này thì xin mời Thạc sĩ tâm lý Lý Thị Mai sẽ cùng gửi lời chào đến quý vị Phật tử trong chương trình ngày hôm nay ạ. Trước hết xin trân trọng gửi lời chào đến Thầy trụ trì Chùa Cổ Am, Đại Đức Thích Tâm Thành. Xin chào người đồng hành với chúng tôi, đó là MC Thảo Nguyên. Và quan trọng hơn hết, đó là sự hiện diện của quý Phật tử đang có mặt trong giảng đường hôm nay. Hy vọng rằng là hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi trò chuyện với quý vị, và đặc biệt rằng là có các cháu nhỏ cùng có mặt ở đây. Mong rằng là chúng ta sẽ có những cái sự đồng cảm với nhau, và ít nhất trong cái buổi trò chuyện hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau, tất cả quý vị đang ngồi đây sẽ chung tay góp phần đẩy lùi nạn bạo lực vợ chồng. Và tôi nghĩ đó cũng là cái thiện tâm, thiện ý của Đại Đức chủ trì muốn tổ chức cái buổi tọa đàm hôm nay. Xin cảm ơn. Để gần gũi hơn thì Thảo Nguyên xin được phép gọi là cô Mai. Dạ. Thì cuộc trò chuyện tọa đàm này sẽ có sự chứng minh của Thầy Tâm Thành. Và bây giờ chúng ta sẽ mạn phép nói về tình yêu một tí xíu. Ngày xưa quý vị chúng ta mình nghĩ là mình vào chùa là bởi vì mình thất tình, đúng không ạ? Thất tình người ta mới nghĩ là mình vào chùa. Nhưng bây giờ thì khi chúng ta hiểu được những giáo lý của Phật, chúng ta vào chùa là tìm sự giải thoát giác ngộ. Nhưng bởi vì mình nợ trần đời, nợ tình của người ta, như Phật đã nói là món nợ lớn nhất của đời người đó chính là tình cảm. Và cái người bên cạnh mình là ông chồng của mình đó. Thế thì tại sao lúc yêu nhau nó khác, mà cưới nhau rồi nó khác? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Và bây giờ câu đầu tiên Thảo Nguyên xin mạn phép hỏi cô Mai, đó chính là khi chúng ta nói về bạo lực trong gia đình, nó sẽ có mấy loại bạo lực ạ? Thưa quý vị, thực ra thì chúng ta cũng nghe các phương tiện truyền thông nói rất nhiều về bạo lực trong gia đình. Hôm nay thì Thầy trụ trì có nhã ý, chúng ta chỉ nói gom gọn vào bạo lực đối với vợ và chồng. Cho nên Thảo Nguyên vừa hỏi tôi một câu rằng là hình như là nam giới bạo lực, nữ giới hơi nhiều, có đúng không ạ? Thì tôi bảo rằng là bình tĩnh, chúng ta cùng chia sẻ xem, rồi chúng ta hãy kết luận coi là ai bạo hành nhiều hơn ai, được không ạ? Và đầu tiên thì cái hình thái bạo lực mà người ta rất dễ nhìn thấy, đó là bạo lực về thể chất. Tức là chồng có thể đánh vợ, gây thương tích, bầm mặt, bầm người, vân vân. Rồi ngược lại, tỷ lệ nhỏ hơn phụ nữ yếu hơn đàn ông, cho nên hình như cái hình thái bạo lực thể chất này nó ưu tiên dành cho nam giới nhiều hơn, cho nên thỉnh thoảng mở ngoặc cũng có nữ giới bạo lực về thể xác nhưng hình như không nhiều. Thì đó là cái hình thức đầu tiên nói về bạo lực trong cái đời sống vợ chồng. Cái hình thức thứ hai là hình thức bạo lực bằng tinh thần. Thế thì thế nào là bạo lực tinh thần? Ở với nhau như nãy Thảo Nguyên nói, hồi lúc mà yêu nhau đó, người ta cứ mong từng giờ từng phút để được gặp nhau, nói hoài không hết chuyện. Nhưng mà bây giờ lấy nhau về có khi vài tháng không nói chuyện, mà nói qua trung gian là con cái hoặc là nhắn tin, phải không ạ? Như vậy, cái hình thức mà lạnh nhạt, không nói chuyện với nhau cũng là bạo lực tinh thần. Vậy thì nam nữ đều có đủ cả, đúng không ạ? Hình như nó công bằng. Nhưng nam giới đó cũng có sử dụng cái hình thức bạo lực tinh thần thông qua những lời nói làm tổn thương, làm xúc phạm đến người bạn đời của mình. Tại sao tôi nói nam giới cũng có hình thức này? Nhưng trong thực tế, và có lẽ lát nữa Thảo Nguyên cũng có thể chia sẻ, thấy rằng hình như cái bạo lực tinh thần này thì nữ giới mình có chiếm phần hơn. Tôi phân tích để xem quý vị có đồng cảm hay không. Ví dụ, người ta nói là phụ nữ hay cằn nhằn. Này Thảo Nguyên có thấy không ạ? Dạ. Chị em phụ nữ chúng mình hay cằn nhằn. Nói tới nói lui, một chuyện đó mà mình nhớ 3 năm rồi mình chưa quên. Nói ra thì nó cứ như là mới xảy ra hôm qua. Và nói đi nói lại, cái ông chồng ông âm thầm ông chịu, phải không ạ? Và ông chịu hoài đó, mà lúc nào ông không chịu nổi thì cái hình thái bạo lực tinh thần nó lại chuyển sang gì ạ? Bạo lực thể xác. Cho nên rằng đôi khi cái hình thức này phụ nữ mình có vẻ chiếm hơi nhiều, là tại vì nói nhiều quá, nói hoài. Mà nhiều khi mình nói đó mình thấy nhẹ lắm, là tại vì mình không cảm giác được cái sự đau đớn, cái sự tổn thương của cái người nghe, mà mình chỉ thấy rằng là mình nói lúc đó. Theo dân gian người ta bảo là cứ nói cho sướng miệng đi đã, mà không biết rằng cảm xúc của người nghe người ta như thế nào. Cho nên đây là cái hình thức bạo lực tinh thần. Đừng có nói là nam giới không, mà phụ nữ chúng mình suy nghĩ xem hình như cũng nhiều đấy, phải không ạ? Đó là hình thức bạo lực thứ hai. Hình thức bạo lực thứ ba đó là bạo lực trong vấn đề chăn gối, hay người ta còn gọi phổ biến đó là bạo lực tình dục. Thì tôi chỉ nêu lên một vài cái hình thức bạo lực trong đời sống vợ chồng, để ngày hôm nay cái mục đích của chúng ta là làm sao chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ ngăn ngừa nó, và chúng ta sẽ không để nó xảy ra trong cái tổ ấm của mình. Và đó chính là cái mục đích chúng ta hôm nay gặp nhau. Chúng ta mình nhìn cái tựa đề là Tỏa bóng Bồ đề. Chương trình của chúng ta sẽ tổ chức theo kỳ. Và quý vị chúng ta mình nên dành thời gian để đến với lại ngôi chùa Cổ Am này. Để làm gì thưa quý vị? Thứ nhất là mình hiểu nhiều hơn về giáo lý của Đức Phật. Tại vì đã có một vị trụ trì ở đây sẽ hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta tu tập như thế nào là đúng nhất và tìm được sự an lạc nhất. Cách nữa đó là làm thế nào để tìm được sự tĩnh tại ngay trong cuộc sống đời thường đầy bão táp phong ba này. Thảo Nguyên thấy ở đây có rất nhiều quý cô Phật tử, tóc đã chớm bạc. Chắc có lẽ là những chông gai cuộc đời trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng mình đã trải khá là nhiều. Và lớp trẻ tụi con cũng đang tìm hiểu vì sao khi mới yêu nó đẹp như vậy và cưới nhau về thì nó hoàn toàn khác. Nên mới có cái câu ngoài đời như thế này: cưới nhau về nó nham nhở lắm em ơi. Có phải không quý vị? Vậy bây giờ con xin mạn phép hỏi cô là vì sao trong hôn nhân vợ chồng, người phụ nữ họ nếm chịu rất nhiều đau khổ, nhưng họ vẫn chọn cái cách im lặng mà không phản kháng? Cảm ơn Thảo Nguyên đã đặt ra vấn đề này. Trước khi mà nói tới phụ nữ im lặng cam chịu, thì tôi muốn nói một chút về những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái bạo lực giữa vợ và chồng. Ta lại phải nói lại một chút. Tôi thì cho đến tuổi này rồi nhưng tôi vẫn nghĩ tình yêu bao giờ cũng đẹp. Tình yêu đích thực bao giờ cũng đẹp. Bởi vì nếu như tình yêu không đẹp, làm sao mà quý vị ngồi đây lìa cha, lìa mẹ để rồi tạo dựng một gia đình. Cho nên tình yêu đẹp lắm. Và giờ này tôi chia sẻ với quý vị thì tôi vẫn thấy tình yêu đến lúc này đối với tôi cũng vẫn rất đẹp và thiêng liêng. Bởi vì nó thiêng liêng là ở chỗ là chúng ta không có ở với bố mẹ mình lâu, ở một giai đoạn ngắn thôi, rồi mình chia ly với bố mẹ để mình lập nên một cái tổ ấm mới. Và lúc này chúng ta đang có cái trách nhiệm với nhau. Ngày chúng ta yêu nhau, quý vị cứ thấy mà nghĩ lại, hồi tưởng lại mà xem, hình như chúng ta mong chờ để được gặp nhau, chúng ta mong chờ để được nhìn thấy nhau, rồi chúng ta ngồi nói với nhau. Nhiều khi cứ níu lại chút, thôi mà em ngồi thêm một chút nữa đi mà. Ôi mà sao anh về sớm vậy, anh cứ ngồi thêm một chút nữa đi mà. Đúng không ạ? Lưu luyến ghê lắm, không có muốn rời nhau. Cho nên người ta mới mang trầu cau, người ta hỏi cưới. Cái này thì ở Việt Nam mình thông lệ là đàn ông phải hỏi cưới phụ nữ, chứ phụ nữ chúng tôi không đi làm ngược lại cho đến giai đoạn hiện nay. Cho nên là yêu lắm, thương lắm, và vì không thể thiếu nhau, và người ta thấy có một cái sự hấp dẫn mãnh liệt, cho nên là người ta cảm mến nhau. Và lúc đó người ta nhìn thấy cái gì cũng đẹp hết á. Thảo Nguyên biết không, thấy miệng em cười cũng xinh, bàn tay anh nắm tay em sao mà nó ấm vô cùng, cái bờ vai anh nó vững chắc lắm, em chỉ mong được tựa vào vai anh suốt đời. Tất cả những cái đó, mơ ước đó, nó đẹp lắm, nó thành hiện thực, chứ nó không phải là cái gì xa vời ở trên các vì sao. Và chính vì cái dễ thương, cái đắm đuối nhau, cái sự tưởng nhớ nhau, những cái đồng cảm trong cuộc sống như vậy khiến cho người ta quyết định lấy nhau. Nhưng khi cuộc sống hôn nhân chúng ta về với nhau một nhà thì ở đây nó bắt đầu nó xảy ra một vài những cái hiện tượng như sau. Khi chúng ta yêu đó thì nhà ai nấy ở. Thảo Nguyên thấy là lâu lâu hẹn nhau đi chơi thôi, chứ nào có ai mà gặp nhau suốt ngày suốt đêm được đâu. Mà nếu lỡ mà có đi qua đêm thì đây là một cái việc mà cấm kỵ, mà cũng lén lén mà đi, chứ cũng không dám la làng la nước lên là tối nay tôi đi hẹn với bồ tôi, người yêu của tôi, không dám. Cho nên chỉ có khi mà người ta lấy nhau về, người ta mới có cái gọi là cái đặc quyền đặc lợi để người ta sống với nhau trong cùng một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Đấy là cái hạnh phúc của hôn nhân. Vậy thì bắt đầu một bài toán nó xảy đến với chúng ta, đó là chúng ta sẽ có nhiều cái mối bận tâm. Thảo Nguyên thấy lo gì giờ nè, khi mà về một nhà lo cái gì ạ? Dạ, khi mà về một nhà rồi thì bắt đầu lo bây giờ mình sinh mấy đứa con ta. Dạ, sinh một đứa thì không đặng bên nội rồi, bên nội sẽ muốn là 2-3 đứa nữa. Dạ, nhưng mà con gì nữa? Rồi xong rồi nghĩ đến tài chính. Vâng. Dạ. Rồi sau rồi là ra riêng. Dạ. Dạ. Ra riêng là không muốn ở chung với lại ông bà nữa. Đây là một giới trẻ chưa có gia đình, đây là nói nguyện vọng câu sau là câu của giới trẻ hiện đại. Cho nên là ở đâu nè, sinh bao nhiêu con nè, làm nghề gì để mà còn nuôi nhau, rồi còn nuôi con. Cho nên một loạt những bài toán kinh tế nó nhức đầu lắm. Đó. Và vì vậy cho nên rằng là chúng ta bắt đầu đối mặt với những cái thực tế. Mà tôi nghĩ rằng là khi có điều kiện thì chắc là thầy trụ trì cũng hay giảng cho Phật tử mình nghe, để mình có những cái cách để mình ứng phó và mình chấp nhận đối diện với những cái khó khăn của cuộc sống. Nhưng mà hôm nay thì tôi xin nói ngay với quý vị, nó rất là đơn giản. Một nhà văn nói rằng lấy nhau tức là tình yêu chết ngay từ trang đầu tiên. Tôi nói không phải, mà lấy nhau là một trang đời mới mở ra. Và cái trang đời này, trong đó có anh và em cùng viết nên cái trang đời này, không phải ai hết. Cho nên chúng ta chi tiêu thế nào, chúng ta làm bao nhiêu tiền, chúng ta phải tính toán cái đời sống vật chất để chúng ta vượt qua cái nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cái vấn đề thứ hai quan trọng hơn, cái nguyên nhân mà nó dễ gây ra bất hòa trong gia đình, đó là nhiều khi người chồng thì thích một cái cuộc sống lãng mạn, cho nên hay tổ chức đi du lịch, đi đây đi đó. Điều này rất là tốt, nhưng mà ngân quỹ gia đình thì không cho phép. Cho nên nó lại kéo theo một cái bài toán là gì ạ? Là thấy nó không hợp lý. Thế rồi vợ thì cằn nhằn. Mà phụ nữ mình thì có cái thế mạnh là cằn nhằn rất là giỏi. Vì vậy cho nên là ngược lại thì cũng có những người vợ thì lại thích bay bổng, không có thích chồng thì cứ lội cội lo làm, vợ nói như vậy đời sống khô khan lắm, không có thể nào mà nó đem lại cái hạnh phúc gia đình. Cho nên đôi khi nó có những cái nguyên nhân là vợ hoặc chồng thích mua sắm, thích du lịch, thích đủ thứ và cuối cùng đem lại thiếu hụt của gia đình. Thì trong khi mà thiếu hụt gia đình thì nó lại trở lại cái nguyên nhân là vấn đề kinh tế. Cho nên cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần cũng là một trong những cái nguyên nhân tạo nên cái xung đột, và nó đẩy lên cao độ thì đó là nó trở thành bạo lực trong cái đời sống vợ chồng. Cho nên rằng một vài những cái nguyên nhân như vậy để nói với quý vị rằng hiện giờ chúng ta ngồi đây hãy nói thật với nhau đi, cái dạng mà bạo lực tinh thần đó nó có xảy ra ở nhà mình không ạ? À vâng, không những là có mà Thảo Nguyên còn vừa eco lại là nhiều lắm, phải không ạ? Nhiều lắm. Dạ. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là đấy chính là cung bậc của cuộc đời. Tôi không bao giờ nói rằng vợ chồng lấy nhau là niết bàn, là thiên đường, mà nó là một cuộc sống với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Tôi không hề bi quan khi tôi hay nói chuyện với mọi người rằng tôi rất thích câu nói mà trong triết lý Phật giáo nói rằng đời là bể khổ. Người ta than đời là bể khổ, còn tôi thì không. Tôi nói đời là bể khổ để tất cả anh chị em mình ngồi đây, mình chấp nhận cái nỗi khổ này để rồi mình tìm cách mình vượt qua nỗi khổ. Có thế mới chạm đến niết bàn chứ ạ. Vì vậy, một trong những điều mà Thảo Nguyên đặt ra là phải chăng trong cái bạo lực gia đình đó, với rất nhiều nguyên nhân mà tôi chỉ nêu lên hai cái nguyên nhân tượng trưng, đó là tinh thần và vật chất, làm cho người ta xung đột, làm cho người ta bớt yêu nhau. Nam giới đánh phụ nữ là sai, nhưng phụ nữ chúng mình cũng phải xem lại coi, nếu như trong nhà mà cứ làm theo lời dạy của ông bà mình ấy, cơm sôi bớt lửa, dạ, một đời chẳng khê. Thế nhưng mà một trong những cái mà ngược với cái im lặng của Thảo Nguyên nói đó là thông thường khi mà người ta cãi nhau, người ta mâu thuẫn với nhau thì hầu hết là tôi ném ra một lời nặng nặng thì phía bên kia ném trả lại nặng hơn, và cứ thế cứ leo thang. Và khi leo thang như vậy thì đỉnh điểm của nó là người ta nói một câu mà rất hay nghe, không biết là thầy với Thảo Nguyên có hay nghe câu này không? Có giỏi thì đánh đi. À đúng rồi, không, phụ nữ mình hay thách lắm. Ông giỏi đánh tôi đi. Rồi, sao rồi. Xin hỏi các anh rằng khi một người phụ nữ, người vợ của mình mà người ta thách thức mình như vậy thì đánh hay không ạ? Đánh không ạ? Cái gì kỳ quá à. Dạ, người ta... đánh. Tôi không bênh đàn ông đâu, bởi vì đây là nó phù hợp với tâm lý. Khi người ta đã lên cao trào tức giận, người ta không quản lý được cảm xúc mà lại có một chất xúc tác là ông có giỏi thì đánh đi, thì không phải là họ giỏi mà họ đánh cho mà biết. Mà sao mình không, phụ nữ mình không dùng cái câu vậy nè. Khi mà ổng nóng lên rồi mình nói một câu: anh ơi em vụng về quá phải không? Thì làm sao mà anh đánh mình được? Còn mới muốn mà thách vậy nè. Đó đúng không? Cứ vỗ tay. Cho nên có một câu mà tôi tiếp lời Thảo Nguyên đó là gì? Ông bà mình nói hay lắm: chồng giận thì bợ bớt lời, miệng cười chúm chím rằng anh giận gì. Mình chưa nói được câu đó thì lẳng lặng đi chỗ khác. Đó là một sự né tránh, và không phải là một sự né tránh thụ động. Lúc đó cái cơn giận của người ta không còn đối tượng nữa, la hét với ai, chả lại đánh không khí. Cho nên tự động cái cơn giận, cái cơn phẫn nộ, cái cơn thịnh nộ đó nó giảm xuống. Vài ba ngày sau, con cái ngủ hết rồi, mình ngồi mình nói: anh ơi, hôm trước em thấy anh hơi quá lời với em đấy. Thực ra sự việc nó như thế này. Lúc đó ông bà mình nói phải, củ cải cũng nghe. Và cái dạng thức thứ hai là không có nói giỏi đánh đi, và thậm chí cái người chồng họ tát một cái thì lại đưa má bên kia: có giỏi thì đánh nữa đi. Xin hỏi rằng ở đây đánh hay không đánh ạ? Cho nên là hiểu rằng là chúng ta đang nói với nhau những cái điều là chúng ta hiểu cái tâm lý người bạn đời, để khi người ta đã bắt đầu lên cao trào thì mình một là bỏ đi chỗ khác, hai là nếu mà cao thủ hơn là mình cười chúm chím: anh giận gì mà giận dữ vậy, đúng không ạ? Thế thì mình chọn lựa cái cách để mà mình có thể tiếp cận cái nỗi giận đó, hoặc là mình né tránh đi. Và cái dạng thứ hai mà chúng ta hay thấy mà nãy giờ Thảo Nguyên sốt ruột lắm rồi, có phải phụ nữ luôn luôn là im lặng và cam chịu hay không? Thì tính tôi thì tôi hay phân tích những cái nghe nó đau đớn hơn, nó rõ ràng hơn để cho ta nhìn thấy là hình như cái phản ứng tâm lý của mình là mình sẽ nói. Người ta nói một, mình nói hai, và thậm chí mình nói ba, bốn. Tại vì cái này bạo lực tinh thần thì phụ nữ có vẻ phát huy giỏi hơn nam giới, nãy mình phân tích rồi. Cho nên bây giờ đó là tôi xin nói ngay là cũng có một số chị em họ không nói gì cả. Mặc dù chồng đánh họ tận tình, nhưng họ cũng không phản đối lại, không phản ứng lại. Thậm chí trong thực tế đã có những người chồng mà có học, có tri thức hẳn hoi, họ đánh vợ tận tình nhưng chừa cái mặt lại. Dạ, để ra đường chứ. Dạ, ra đường không ai biết. Đây là một thực tế có thật. Cho nên tôi xin nói rằng nếu như sự im lặng là một sự hóa giải của xung đột, của mâu thuẫn vợ chồng, thì cái sự im lặng ngày nọ sang ngày kia nó sẽ dẫn tới hai khả năng. Khả năng thứ nhất là nó hủy diệt tình yêu. Bởi vì làm sao có thể ôm nhau, có thể quan tâm, có thể chăm sóc, có thể yêu thương nhau, thậm chí có đời sống chăn gối, mặn nồng, mỹ mãn, khi mà người chồng hoặc người vợ bạo lực với nhau. Cho nên dần dần cái quan hệ chăn gối nó lợt lạc, và trong quan hệ giao tiếp hàng ngày nó cũng trở nên xa cách. Vậy hậu quả là gì? Chắc chắn sẽ có người ngoài xuất hiện. Đó là hậu quả. Còn cái điểm tiếp theo nữa là có một số chị em phụ nữ muốn cho êm cửa êm nhà, cho nên thôi thì ông cứ đánh tôi đi, nhưng mà đóng cửa mà đánh, có la hét trong nhà biết vậy thôi. Và đây chính là cái mà làm cho cái người đàn ông đó, người ta sẽ theo cái tổng kết của ông bà là như thế này: ngủ ngày quen mắt, đánh vợ. Dạ, có kinh nghiệm ghê, quý vị có kinh nghiệm. Ngủ ngày quen mắt, đánh vợ quen tay. Và các anh chị cứ thấy xem, nếu đánh vợ được một lần thì hầu như họ không chỉ dừng lại là một lần, mà là thứ N lần. Cho nên cuối cùng thì người phụ nữ của mình lại trở thành một cái sự cam chịu thụ động. Và đây nó không phải là cái điều dễ chịu tí nào. Nó không đem lại cái hạnh phúc, mà nó còn đem lại một cái sự bi đát trong gia đình. Và đến đây thì Thảo Nguyên thấy rằng phụ nữ có nên im lặng không ạ? Câu hỏi này nó ngẹn ở cổ họng. Phụ nữ mình á, đặc biệt hơn là phụ nữ Việt Nam, khác với phụ nữ phương Tây, thì mình được gán cho một cái danh, đó là phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, hy sinh vì chồng, vì con. Và chúng ta sẽ không vượt qua được dư luận. Cái gia đình đó lớn vậy rồi mà còn ly dị, con cái giấu mặt ở đâu? Thế là phụ nữ của chúng ta cam chịu. Ông đánh cỡ nào đánh, đi ngoại tình cỡ nào ngoại tình, cũng cắn răng chịu đựng cho có vợ có chồng với người ta. Thì riêng Thảo Nguyên thấy điều này hầu như phụ nữ Việt Nam mình, đặc biệt hơn là phụ nữ ở nông thôn, chiếm đến 99%. Thảo Nguyên nói điều này có đúng không ạ? Cho nên khi mà chúng ta bị chồng bạo hành, mình không thể nào nói được, cũng không thể nào nhờ chính quyền địa phương. Tại vì xấu chàng thì hổ thiếp. Thôi thì bây giờ giải pháp như vậy, ảnh nóng lên, ảnh chuẩn bị không phải là đánh mình bằng cành hồng, mà đánh mình với tất cả những gì trong tay ảnh có. Mình chạy tới chùa Cổ Am này. Dạ, mình chạy lại đây, mình quỳ trước Phật, mình gặp sư trụ trì để sư trụ trì giải giùm mình cái tức, cái ức. Im lặng về, mình vẫn mỉm cười, vẫn nấu cơm cho ảnh ăn. Từ từ hạnh phúc, con nghĩ vậy. Đấy là người trẻ không ạ? Chúng mình là phụ nữ. Tôi không có đồng tình với cách im lặng và cam chịu, nhưng tôi cũng không bao giờ đồng tình rằng hễ giận chồng là mình bỏ đi. Mà chúng ta phải có một cái sự quyết tâm với nhau. Đây là nhà của mình, đây là tổ ấm của mình. Cho nên giận cách mấy thì giận, tôi xin các chị, nhà mình ở, cơm mình ăn, việc mình làm, và mình phải bảo vệ lấy cái tổ ấm của mình. Có như vậy, người chồng họ giận đâu có phải là họ giận mãi mãi. Và khi họ bình an lại thì họ vẫn thấy cái giá trị của người phụ nữ, cái giá trị của người bạn đời mà họ may mắn họ lấy được. Cho nên trong chuyện cổ tích ngày xưa và kể cả ngày nay, có rất nhiều gia đình mà người chồng đó khi họ thành công đó, luôn luôn, không biết là thầy trụ trì có hay thấy cái câu nói là tôi có được như thế này thì công lớn là của nhà tôi. Và vì vậy cho nên Thảo Nguyên thấy đằng sau cái sự thành công của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của một người phụ nữ. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các chị, làm gì thì làm, phụ nữ vẫn là cái linh hồn, là cái người mà đem lại cái hơi ấm cho gia đình. Cho nên đàn ông mà có lỡ lời, có nóng giận đó thì đã không hay rồi. Chị em chúng mình từ ngày hôm nay nhắc nhau là đừng có ghẻ lạnh chồng, đừng có nhìn mà bằng nửa con mắt, đừng có liếc xéo mà phải nhìn thẳng, mà phải nhìn thương yêu, nhìn đắm đuối. Một khi mà mình nhìn chồng mình bằng con mắt ngưỡng mộ, bằng sự yêu thương thì làm sao người ta nỡ đánh mình? Dạ. Đúng không ạ? Đúng dạ. Không ạ? Cho nên tôi nghĩ rằng bởi vì mình về mình ở với nhau lâu dần rồi, tình yêu mình cứ đánh rơi đánh vãi hồi lúc nào á, cho nên nó bớt rồi. Cho nên bây giờ, ngày xưa mình nhìn nhau là anh hãy nhìn vào mắt em hãy nhìn vào mắt anh thì sẽ hiểu nhau. Bây giờ đâu có nhìn vào mắt nhau mà anh nhìn trong đắc này, cô đâu? Anh này dạ. Rất là tâm đắc này. Dạ. Dạ. Cho nên là sao ạ? Vì vậy cho nên không có hiểu nhau, mà vì không hiểu cho nên người ta mới cãi nhau. Mức độ thấp nhất của bạo lực là gì ạ? Cãi nhau, xung đột. Rồi sau đó là gì ạ? Người ta mới có cái cớ để người ta hành hạ nhau. Và vì vậy, cái thái độ mà Thảo Nguyên nói hai chữ im lặng thôi, cam chịu thôi, có nên hay không? Và vì đó là tôi mới phân tích nó hơi dài để cho quý vị thấy rằng ngôn ngữ không lời, tôi không nói gì hết, nhưng cái mặt tôi nó như vậy đó, rồi cái hành vi của tôi như vậy đó, rồi đá thúng, rồi đụng nia, rồi chửi chó, mắng mèo, rồi nói những cái gì đó mà không có liên quan tới người bạn đời. Nhưng mà người bạn đời của mình họ thông minh lắm. Ông ấy không thông minh làm sao mình lấy nào, ông không giỏi làm sao mình lấy nào. Thế cho nên là bây giờ mình cũng phải cẩn thận, nên mình nói gì ông biết hết đấy. Mình nghĩ cái gì ông biết, và mình liếc cái là ông cũng biết mình nghĩ cái gì. Cho nên tốt nhất xin hãy trân trọng và yêu thương nhau. Yeah. Thảo Nguyên có một vài người bạn ở nước ngoài, thưa cô và thưa quý vị, thưa thầy, thì mới là hỏi ảnh một câu là phụ nữ ở trên thế giới anh thích nhất người phụ nữ nào? Thì anh nói rằng là phụ nữ Việt Nam á, thì đẹp, nhưng anh sợ. Hỏi sao sợ? Giống sư tử Hà Đông. Không hiểu thì sao. Thảo Nguyên kể cho quý vị nghe một câu chuyện khá là vui. Cái anh này đó, nó thật sự ra dùng cái từ sợ vợ là không đúng, nhưng mà anh tôn trọng vợ. Tí nữa mình sẽ nói về từ tôn trọng. Bà vợ dám suốt ngày ăn như cô Mai nói là cứ nói cái này hết tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền con, tiền cái. Cái bữa đó anh bưng nguyên một chén cơm ra, anh ăn từng hột cơm một. Bà vợ bà hỏi đập chén là ông chọc điên tôi phải không? Sao bây giờ ăn cơm ăn từng hột là sao? Ông chọc điên tôi phải không? Anh vẫn im lặng, anh cúi bóc từng hột anh ăn. Bà chưa có trả lời không? Trả lời không? Ông nói mô Phật, trời đánh tránh bữa ăn. Tôi ăn từng hột mà ông trời ông đâu có đánh tôi đâu mà sao bà cứ chửi tôi hoài vậy? Dạ. Ông trời ông đánh, ông phải nhầm người ta ăn hết ông mới đánh. Mà sao bà còn hơn ông trời vậy? Tôi ăn hột nào bà chửi hột đó, nguyên cái chén này sao tôi ăn cho hết? Nên nói đi mới nói lại, thật ra có lửa mới có khói. Phụ nữ mình hay càm ràm một vấn đề, nói hoài từ năm này sang năm khác và mắng nhiếc. Thật ra cái lời nói của mình nó có tính sát thương rất là cao. Người đàn ông có thể tát mình bằng bạt tay, đánh mình ở đâu đó, một tuần sau hết đát, nó có thể lành cái vết thương đó. Nhưng cái lời nói nó sẽ đi với mình theo suốt năm tháng, và cả khi người ta chết người ta vẫn nhớ cái câu nói đó. Nên phụ nữ mình bớt cái miệng lại. Không, Thảo Nguyên nói thật, bằng cách nào cũng là vô chùa. Mình học từ bi vị tha. Vì sao người ta sống không hạnh phúc? Bởi vì người ta thiếu 4 chữ thôi: từ bi vị tha. Và để hiểu được điều đó thì chúng ta phải đi rất nhiều những con đường khác nhau. Và ngày hôm nay là sư trụ trì đã mời cô Mai đến đây để cho quý vị đi một con đường nó nhanh nhất, nó gần nhất trong chính cuộc sống đời thường của mình. Rồi quý vị nhìn hình mình thấy, mình cứ nghĩ rằng là bạo lực gia đình chỉ xảy ra ở người đàn ông, người phụ nữ. Nhưng Thảo Nguyên thấy người bị hại nhiều nhất trong gia đình, ảnh hưởng nhiều nhất trong gia đình, đó chính là đứa con thân yêu của mình. Thì con xin hỏi cô điều này có đúng hay không? Và khi mà ba mẹ xảy ra bạo lực như vậy, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển, hình thành nhân cách của con? Thảo Nguyên hỏi rằng là phụ nữ có nên im lặng và cam chịu hay không? Thì tôi nghĩ rằng cái im lặng đó trong một thời điểm khoảnh khắc nào thì nó rất là có giá trị. Nhưng nếu như mà chúng ta cứ trở thành cam chịu thì không nên. Và bên cạnh đó chúng ta cũng phải lưu ý cái cách ứng xử của mình. Trước khi mà tôi trả lời cái việc bạo lực giữa vợ chồng nó có ảnh hưởng lên nhân cách của con cái như thế nào, thì tôi muốn nói riêng với các anh một chút ạ. Thực ra đó, tôi rất hiểu tâm lý của các anh, nhất là trong cái giai đoạn xã hội hiện đại. Chúng ta đối mặt với rất nhiều thách thức, nhiều cạm bẫy, nhiều cám dỗ lắm. Cho nên để giữ được một cái sự chung thủy với người bạn đời, giữ được cái sự gương mẫu của một người cha trong gia đình không dễ tí nào. Cho nên ở thập niên 1980 thì chưa có cái nghề tư vấn tâm lý tình yêu hôn nhân ra đời. Vì lúc đó người ta còn khổ lắm, cả nước mình còn nghèo lắm, và lúc đó chúng ta còn ăn bo bo. Cho nên lúc đó mọi người cùng nhau nghĩ rằng làm sao để chúng ta được ăn no mặc ấm. Và mục tiêu cuộc đời của tất cả gia đình chúng ta đều nghĩ như vậy. Gia đình chúng tôi là nhà giáo, cho nên cũng không ngoài quy luật này, cũng được lãnh lương và thực phẩm phân phối như tất cả các gia đình khác. Và lúc đó chăm chúng ta chỉ lo làm sao để mà với cái số lương thực, thực phẩm mà chúng ta được phân phối đó, làm sao cho đủ bữa ăn cho đến hết tháng. Đó là những thập niên 1980, khi mà đất nước chúng ta còn vừa mới hết chiến tranh, còn biết bao nhiêu là cái thử thách. Vậy mà lúc đó không ai đi tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình. Cho đến bây giờ, kinh tế khá hơn, đất nước chúng ta phát triển nhiều, và thậm chí có nhiều lĩnh vực còn vươn lên đứng hàng thứ nhất trên thế giới. Cho nên cùng một lúc với kinh tế phát triển, đời sống được nâng cao, thì người ta bắt đầu có những cái sao nhãng. Tức là no cơm, đầy đủ vật chất rồi, người ta bắt đầu sao nhãng hướng ra phía bên ngoài, người ta gọi là hướng ngoại đó. Và chính vì vậy, phụ nữ chúng tôi cho đến bây giờ, mình phải tự hào là phụ nữ Việt Nam mình còn ngoan lắm, bởi vì tỷ lệ ngoại tình của phụ nữ rất thấp. Nhưng trong khi đó thì các anh chiếm tỷ lệ này khá cao. Và đây chính là một trong những nguyên nhân gây lên lục đục trong đời sống vợ chồng. Và đôi khi các anh hết lần này tới lần khác phạm lỗi, cho nên người vợ cũng mệt mỏi. Và chính vì vậy cho nên cái bầu không khí trong gia đình nó rất là nặng nề, và nó bắt đầu nó có những cái dấu hiệu tiêu cực trong gia đình của chúng ta. Cho nên mong các anh làm gì thì làm, chúng tôi hiểu các anh, nhưng các anh có biết rằng phụ nữ chúng tôi rất cần cái sự quan tâm. Nhiều khi các anh đi đâu 5-3 bữa, nửa tháng các anh về, trong ngoài vẫn tươm tất đâu ra đó. Phụ nữ Việt Nam hay làm, đảm đang chịu thương chịu khó. Chỉ cần về hỏi là trong những ngày anh đi vắng đó, em ở nhà chắc mệt lắm phải không? Chỉ cần hỏi thế thôi ạ, đúng không ạ? Vợ đi làm về dắt cái xe, đằng trước thì con, đằng sau thì rau, lương thực mà, mới mua rau củ về, thì chồng chịu khó một chút chạy ra để anh dắt xe vào cho. Tình yêu chỉ vậy thôi ạ, nó không có cái gì lớn đâu. Nếu vợ mà thấy mặt hơi buồn mệt, mình hỏi về hỏi vợ một câu em có khỏe không? Nếu vợ mình nói không, em không sao hết, thì có nghĩa là tinh thần vợ mình đang có vấn đề. Vậy thì mình hỏi thêm một câu nữa, em có cần anh giúp gì không? Chỉ thế thôi. Mà chắc có lẽ các chị ở đây đồng ý với chúng tôi là chúng ta rất thích nghe những điều này, đúng không ạ? Và cho Thảo Nguyên hỏi thêm một câu nữa thôi, lòng vào. Và chắc có lẽ các cô ở đây cũng đặt một câu hỏi rằng là đàn ông như vậy thật sự đã được lưu vào sổ đỏ rồi phải không? Không còn nữa, mất hết rồi, phải không ạ? Với lứa tuổi của Thảo Nguyên bây giờ, tìm được một người đàn ông, họ vừa hiểu chuyện, họ vừa giống như cô Mai nói, chỉ cần chia sẻ với mình thôi, mất tiêu rồi cô. Thảo Nguyên làm khó tôi đó thôi, đây là cô nói vui thôi, chứ chúng ta vẫn là những người tốt, tôi khẳng định như vậy. Tại vì rất nhiều các bạn trẻ hỏi tôi rằng, cô ơi, làm sao để tìm được người yêu lý tưởng? Tôi bảo dễ lắm. Các bạn nói khó lắm. Tôi bảo dễ lắm. Bởi vì rất đơn giản. Trước khi con tìm được người yêu lý tưởng thì cô chỉ đề nghị con làm mỗi một việc thôi. Việc gì hả cô? Trước hết con hãy trở thành người lý tưởng, thì con sẽ tìm được người yêu lý tưởng. Nồi nào úp vung đó, ông bà mình nói mà. Cho nên á, muốn cho chồng không đánh đấm gì mình, không có sỉ nhục mình, thì mình phải sống như thế nào cho chồng yêu, chồng quý. Ngược lại, một người chồng mà được vợ trân quý thì lẽ nào mình lại có thể cư xử tệ bạc với vợ. Cho nên rằng điều này cũng không khó, bởi vì người tốt còn nhiều lắm. Và cái câu mà tôi hay nói, và nó cũng là cái phương châm sống của tôi, đó là sống thế nào thì sẽ được như thế. Nếu mình sống tốt, sống tận tụy, sống hết lòng với vợ con, thì làm sao vợ có thể bội bạc với mình. Ngược lại, nếu như mình tận tụy vì chồng, vì con, chứ không phải vì ông hàng xóm, thì làm sao mà chồng đối xử tệ với mình được. Cho nên nó có hai vế. Và ta quay trở lại, trong một gia đình có bạo lực thì nó sẽ ảnh hưởng tới nhân cách của con trẻ như thế nào. Bởi vì đây là một điều quan trọng nhất, không phải bỗng dưng mà Thảo Nguyên hỏi đâu. Bởi vì bạn ấy chưa có gia đình, mà bạn đã phải nghĩ một cái thế hệ nó xa hơn. Chúng ta có nghe cái câu ông bà nói không ạ? Con hơn cha là nhà có phúc. Quý vị có nghe câu này không ạ? Mà đây là mong ước của mình, là con mình sinh ra nó sẽ hơn đời mình. Vậy trong cái quá trình mà con mình nó chưa hơn mình được cái gì thì đừng bao giờ làm gương xấu cho con. Đó là đánh vợ mình, để rồi con mình nó bắt chước cái hình tượng đó. Như vậy thì chắc chắn trong tương lai con mình sẽ như sao thì chắc mình đã nhìn rõ rồi. Cho nên cái thống kê và cũng là cái tâm lý mà người ta làm việc với những cái người mà hay đánh vợ đó, thì bao giờ người ta cũng hỏi ngược lại là trong gia đình của bố mẹ đó, bố của anh có hay đánh mẹ anh không? Thì đến 99% là bố có đánh mẹ. Vì vậy cho nên cái hình ảnh đó người ta trở nên quá quen thuộc. Cho nên việc đánh vợ là một cái lặp lại giống như tự nhiên. Thì đấy là một trong những cái ảnh hưởng tới nhân cách. Tức là nó liên quan tới đề tài của chúng ta là cái bạo lực. Nếu cha mẹ đối xử với nhau nhẹ nhàng, đầm ấm, tình cảm thì con cái cũng như thế. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng bạo lực thì chắc chắn con nó sống trong cảnh nồi niêu, son chảo cứ bị bay đi ra ngoài, rồi trong nhà có cái gì đập được là đập, rồi phá, rồi đánh đấm nhau thì làm sao con trẻ không bị ảnh hưởng. Tôi kể một câu chuyện để quý vị có thể thấy rằng là cái sự ảnh hưởng của bạo lực trong gia đình đầu tiên tới nhân cách của trẻ. Cha đánh mẹ, mẹ không đánh được bố cho nên đánh cậu con trai. Cậu con trai không thể nào đánh lại mẹ mình vì như thế là hỗn hào, cho nên cậu đánh đứa em gái. Và đứa em gái chịu trận không biết làm sao thì từ trên lầu ném con mèo xuống sân và con mèo chết thảm thương. Tôi kể câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng mỗi khi chúng ta muốn làm một cái điều gì đó thì hãy nhớ rằng nó ảnh hưởng trực tiếp tới hành vi và nhân cách của con trẻ. Ví dụ, con không được hút thuốc lá, nhưng mà bố thì lại liên tục nhả khói. Con không được thức khuya, mà bố với mẹ coi phim Ấn Độ 1000 mấy trăm tập coi đều đặn. Thì làm sao con có thể bình yên mà học hành được? Cho nên tôi chỉ nói sơ một chút, vì hôm nay không phải là chuyên đề về giáo dục, nhưng nó liên quan tới sản phẩm của chúng ta. Đó là chúng ta sinh ra những đứa con, và chúng ta làm như thế nào thì nhân cách các con nó phát triển một cách tốt lành. Và nếu chúng ta làm như thế nào thì nhân cách của trẻ có vấn đề. Thậm chí tôi mở ngoặc để nếu mà có dịp nào khác tôi sẽ trình bày. Đó là có những cháu đang học rất là tốt, tự nhiên cháu lười học, hoặc là cháu có những cái giấc ngủ nó không bình yên, hoặc là có thể là cháu nó không tập trung để nó học được. Cho nên tất cả những điều này tôi xin hẹn vào một cái chuyên đề giáo dục, khi nào tôi có điều kiện thì sẽ đến tiếp chuyện với lại quý vị nữa. Như vậy là chúng ta thấy rằng là khi mà bạo lực gia đình nó không chỉ dừng lại sự đau đớn ở người phụ nữ hoặc là người đàn ông, mà đứa con trong nhà thì nó sẽ chịu ảnh hưởng khá là nhiều. Thì chúng ta sẽ đào sâu vấn đề này ở một kỳ khác, nên là quý vị chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Bây giờ mình quay trở lại với một câu chuyện rất thực, cực kỳ thực ở nông thôn này. Đàn ông Thảo Nguyên không qua đũa cả nắm, nhưng thực trạng có phải rằng là quý ông chồng mình hay uống rượu, đúng không quý vị? Có ai uống rượu không ạ? À? Dạ, uống rượu xong rồi có nhiều người thì khá ngoan, nằm ngủ rồi thôi. Sáng hôm sau dậy thì thấy biết lỗi rồi, thì sẽ ra ngoài cuốc cái vườn, hoặc là hái mớ rau, đi đâu đó cho vợ, hoặc là lãng tránh gì đó thì Thảo Nguyên không biết. Nhưng có những trường hợp rất là bi kịch, uống rượu vào là đánh vợ, vợ tha thứ, uống rượu vào là đánh vợ. Đánh liên tục từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, đánh đến khi nào mà không còn đánh được nữa. Có nghĩa là uống rượu nhiều quá rồi cái bị bất thần kinh não và bị bại liệt, là không thể đánh được nữa. Vậy thì với trường hợp này, theo như cô, người phụ nữ chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Yeah. Cảm ơn Thảo Nguyên. Thực ra đó thì tôi không có cực đoan tới mức rằng nói rượu nó xấu. Bởi vì quý vị thấy là trong lễ cưới đó, có rượu không ạ? Có. Trong những cái mừng đó, chúc tụng nhau có rượu không ạ? Có. Trong những cái dịp mà người ta đàm phán thương lượng với nhau, mừng công, mừng nhà mới, vân vân, tất cả những cái đó người ta đều có một cái chén rượu, đúng không ạ? Như vậy rượu không có gì xấu. Mà nói khác hơn, rượu nó không có tội. Bởi vì nếu chúng ta nhấp một chén rượu nhỏ để mừng nhau thì nó là ly rượu mừng. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng rượu một cách bừa bãi, vô tội vạ, thì lúc đó người bị rượu làm chủ, chứ chúng ta không làm chủ rượu. Và vì vậy cho nên chúng ta mất kiểm soát là chuyện bình thường. Ở phần đầu tôi đã trình bày. Và vì vậy cho nên sẽ xảy ra cái chuyện mà bình thường sẽ không có cái việc mà đánh đập, sỉ nhục, làm tổn thương vợ. Nhưng khi người ta đã uống rượu vào rồi, không còn biết gì nữa, thì gặp ai đánh đó, chứ cũng phải chỉ đánh vợ không. Vậy nếu như trường hợp này mà Thảo Nguyên không biết có tăng cường lên hay không, nhưng mà cứ đánh hết ngày này tới ngày khác, rồi không lẽ giờ mình chờ tới một ngày đó chồng mình không đánh được nữa sao? Cho nên đây nó làm bật lên cái câu hỏi mà Thảo Nguyên nói là vậy phụ nữ mình có im lặng không? Có cam chịu hay không? Im lặng không xấu, nhưng đôi lúc im lặng là đồng lõa với tội ác. Và sự cam chịu ngày này qua ngày khác, đánh hết năm này qua năm khác mà vẫn cứ chấp nhận, ở đây gọi là cam chịu. Mà thái độ cam chịu này thì không ai chấp nhận được hết. Chính vì vậy cho nên mới có cái cớ, người chồng người ta đâu có thấy sai. Là tại vì nếu mà tôi sai thì bà vợ bà phải phản ứng. Còn bà vợ này bà cứ lần này lần khác bà cứ im lặng, bà cho đánh giống như một cái gối vậy đó, muốn đánh lúc nào đánh. Thì như vậy không làm cho người ta thức tỉnh được. Và trong những trường hợp này, phụ nữ phải thấy được cái quyền của mình. Quyền đó là gì? Thứ nhất, quyền được tôn trọng. Tôi và anh đều bình đẳng như nhau, cũng là nhân phẩm của con người như nhau, cũng bình đẳng như nhau. Anh có gì không nên không phải, nếu tôi làm lỗi anh cứ nói. Nhưng nếu như mà anh đánh tôi một lần, có thể tha thứ. 2 lần có thể tha thứ, nhưng năm này tháng nọ thì chúng ta không được phép, bởi vì lúc này cái sự cam chịu đó sẽ làm hủy hoại nhân cách của con cái, vì đó là tấm gương quá xấu. Thứ hai nữa, nếu chúng ta cứ cam chịu mà sống như vậy thì chắc chắn rằng bản thân chúng ta liệu có qua khỏi những cái trận đòn roi vô ý thức của người say không? Lỡ chẳng may mà đánh vào chỗ phạm, chết rồi là được xong, nhưng không chết mà nằm dở ương ương đó thì ta và con sẽ ra như thế nào? Cho nên ở đây không phải là nên làm gì và như thế nào, mà tôi kể cái thực trạng đó để cho quý vị thấy rằng chúng ta không thể nào cam chịu một cách thụ động để rồi hại gia đình mình, trong đó có chồng, có vợ và có các con. Vậy giải pháp cụ thể tôi không thể đưa ra cho quý vị từng một gia đình, nhưng mỗi một gia đình thì có một cách chọn lựa khác nhau, miễn làm sao là đừng để tiếp diễn cái bạo hành đó liên tục xảy ra. Chúng ta có thể ra riêng, chúng ta có thể tá túc gia đình nội ngoại hai bên để giãn ra, để tách ra, để cho người đàn ông đó thấy rằng khi say chỉ có một mình, không lẽ đánh cột nhà, đánh cái gì bây giờ. Và như vậy người ta sẽ thấy rằng người ta không được có những bữa cơm ngon, không được cái sự săn sóc, quan tâm, hỏi han của người bạn đời. Lúc đó người ta phải dần dần người ta thấy người ta thiếu. Và cuộc sống này đôi khi đó phải cho người ta biết sợ là gì. Khi người ta không có thấy cái nỗi sợ thì người ta sẽ cảm thấy rằng người ta luôn luôn đúng. Và đừng bao giờ phí lời với những người đang say, bởi vì khi họ say họ không biết gì hết. Đừng có gào khóc nói năng gì hết, mà tốt nhất là chúng ta hãy tìm cách nào để chúng ta lánh nạn. Tránh kẻ say không bao giờ là xấu, nhưng không thể cam chịu, bởi vì chúng ta không thể để cái hệ lụy gia đình nó xảy đến cái bi kịch là chờ chồng bị tai biến, rồi chờ vợ bị những cái hậu quả nặng nề mới giải quyết, mà là tùy vào cái sự thông minh của mình, vào cái tình yêu thương của mình đối với người bạn đời. Dạ, thêm một câu nữa. Thí dụ như khi mà ông chồng đánh bà vợ đi, thì đánh xong rồi tỉnh dậy và xích xoa anh xin lỗi, cứ như vậy hoài. Thì khi mà say tất nhiên người phụ nữ không nói rồi, trong lúc mà tỉnh rượu xin lỗi thì mình có thể nào mãi tha thứ cho người đó không thưa cô? Theo các chị có tiếp tục tha thứ không ạ? Dạ không ạ. Mấy anh thì nói có. Thương chưa? Mấy ông thì nói có. Dạ. Mấy chị có tiếp tục không ạ? Có tiếp tục không ạ? Tôi xin nói ngay rằng cái quá trình nhận thức là mình có lỗi là một quá trình khó khăn, gian khổ lắm. Tại vì luôn luôn đúng. Và khi mà họ nói họ đúng là tôi nhậu là tại vì bà hư quá, tôi nhậu là tại vì bà để nhà túng thiếu, tôi buồn tôi mới đi nhậu. Tại vì người ta hay có lý do, buồn nhậu, vui cũng nhậu, không có lý do gì cũng nhậu. Cho nên rằng là người ta sẽ đổ thừa tại người này, tại người kia. Cho nên một quá trình là có những người có lỗi không nhận lỗi. Và cái người mà đã biết xin lỗi giống như Thảo Nguyên nói là họ đã vượt lên chính mình rồi, họ đã biết lỗi của họ rồi. Thế nhưng nhận lỗi chưa quan trọng bằng gì ạ? Sửa lỗi ạ. Bởi vì nếu như lần thứ nhất anh xin lỗi em, để rồi lần thứ hai lại đánh nhiều hơn lần trước, rồi lại anh xin lỗi em, để rồi có lần thứ ba, thì như vậy anh đâu có sửa. Ủa? Mà tại sao lại có cái chuyện kỳ lạ vậy? Anh xin lỗi mà anh không sửa. Cho nên xin lỗi rồi mà sửa lỗi được mới là quan trọng. Các chị nhớ dùng cho cái này, chứ nếu không thì nó lại trở thành cam chịu, chứ hết lần này tới lần khác. Và cái việc mà mình nói rồi đó, thường thường người ta có thói quen, đánh vợ thành thói quen thì nó dễ bị cái tình trạng là không đánh thì khó chịu. Cho nên rằng cố gắng là đừng để xảy ra cái chuyện như vậy. Và tôi xin nói ngay rằng có lỗi, nhận lỗi là một quá trình trưởng thành. Nhận lỗi rồi sửa được cái lỗi đó là một quá trình hoàn thiện con người. Bởi vì trong cuộc đời này, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có sai sót. Vậy khác nhau ở chỗ người ta sai người ta biết sửa, cho nên càng ngày người ta càng hoàn thiện, người ta tỏa sáng. Còn mình sai mà càng ngày mình cứ sai tiếp không sửa thì làm sao mình có thể hoàn thiện được. Cho nên đấy là cái để mình suy nghĩ. Và một trong những điều mà tôi hay suy nghĩ về triết lý của nhà Phật, người ta bảo tha thứ dễ không? Dễ. Cho nên mấy chị phụ nữ đó, chồng đánh tận tình mà vẫn tha thứ. Nhưng mà người ta không quên được. Tha thứ được, nhưng phải làm sao quên được thì mới có thể sống hạnh phúc. Cho nên người ta không chịu buông bỏ. Tha đó, nhưng mà không bỏ, không buông được. Cái đầu mình lúc nào cũng nghĩ về nó. Thì cuối cùng là gì ạ? Kết hợp với cái việc đay nghiến. Ông tưởng ông hay lắm hả? Ông như thế này, như thế kia. Ông đã từng đánh đập tôi. Ông đã vân vân và vân vân. Đó. Thế nó lại kết hợp cái chuyện này, lại khiến cho cái người chồng họ lại có cái cớ để họ đánh đập tiếp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới nói với nhau. Và tôi cũng cảm ơn thầy trụ trì là mình chỉ nêu trong cái vấn đề vợ và chồng thôi, chứ mình chưa nói gì về vấn đề con cái. Thì nó có quá nhiều cái điều để mà mình có phải phân tích mổ xẻ. Cho nên có lẽ gợi ý như vậy để cho tất cả chúng ta ngồi đây. Có phải là nhận lỗi thì dễ, sửa lỗi thì khó, tha thứ cho nhau thì dễ, mà bỏ qua cho nhau, buông bỏ hẳn thực sự đó thì có dễ hay không? Thì đấy là vài điều tôi gợi ý ạ. Dạ. Như vậy là mình phải nhìn đối phương của mình có chịu sửa hay không thì hạ hồi phân giải. Vậy thì bây giờ có một cái tình huống như thế này thưa cô. Người phụ nữ mình giỏi cam chịu rồi đó. Thảo Nguyên thấy là có những câu chuyện mình nghe là máu của mình nó dồn lên tới não, mà mình đặt ra một câu hỏi là vì sao, sức mạnh ở đâu mà cô có thể chịu đựng được điều đó từ ngày này sang ngày khác. Thì có nhiều cô sẽ nói rằng là cô chịu đựng riết, cô quen rồi. Và bây giờ đã chịu đựng nửa cuộc đời vợ chồng, và bây giờ chỉ còn có nửa cuộc đời nữa thôi, vợ chồng nữa thôi, thì tại sao không chịu đựng nốt luôn? Đã lỡ rồi mà, dùng từ lỡ đó. Thì bây giờ xin được hỏi cô, có những cái trường hợp người phụ nữ đã ý thức được chồng của mình không ra gì, tệ lắm rồi, lúc nào cũng đánh đập hành hạ, nhưng bởi vì là người ta nói cơm gạo có thể ăn, nhưng gạch đá thì không thể ăn. Đó là dư luận. Họ không chịu nổi dư luận, họ tiếp tục cam chịu nữa. Rồi họ cứ nghĩ rằng là họ chịu đựng được. Nhưng thật sự ra họ không ổn. Về tâm lý, họ sẽ có những cái hành động không tốt với con cái, với hàng xóm láng giềng xung quanh. Vậy thì theo cô, nếu như mà đã chịu đựng, ví dụ như là mái đầu đã bạc rồi, mà bây giờ ông quá lắm rồi, không ở được nữa, có nên không? Ly hôn. Thực ra thì tôi muốn hỏi lại Thảo Nguyên. Thảo Nguyên làm một cái chương trình du lịch và ẩm thực đi gần hết nước Việt Nam rồi. Thắng cảnh đẹp cũng tới, mà tới cả những nơi heo hút cũng tới rồi. Thế nếu như cô hỏi ngược lại là Thảo Nguyên đi khắp nơi như vậy, rồi quan sát thấy những cảnh đời như vậy, thế nếu là Thảo Nguyên thì Thảo Nguyên nó cam chịu như vậy không? Nếu như Thảo Nguyên thì tất nhiên là câu trả lời rất là rõ ràng là không rồi. Đây chính là sự khác biệt của các thế hệ. Gần đây chúng ta báo động tỷ lệ ly hôn xanh tại Việt Nam khá cao. Có nghĩa là những ly hôn ở gia đình trẻ, người ta gọi là xanh ấy, là tại vì người ta không chấp nhận. Vì người ta hiểu được vị trí của người ta hiểu được cái quyền của người ta. Phụ nữ cũng là con người, phụ nữ cần được yêu thương và tôn trọng. Cho nên nếu người ta bị đọa đầy, người ta không được yêu thương, người ta không được tôn trọng, thì chắc chắn là người ta sẽ thay đổi. Đấy là cái lý do mà tại sao bây giờ người ta thống kê rằng tỷ lệ ly hôn cứ năm sau lại cao hơn năm trước. Đây là một con số nhức nhối, đau lòng. Vậy cho nên Thảo Nguyên nói rằng là bây giờ nửa cuộc đời chịu được rồi, nó quen rồi. Rồi thậm chí nói vui là thôi ngày nào mà ông đánh thì ăn cơm cũng ngon. Còn câu chín đấm còn một cú nữa thôi, sao chịu không nổi. Thôi bây giờ xuống dưới thì cũng trọn vợ, trọn chồng. Nhưng mà Thảo Nguyên thấy khi sống trong một gia đình không hạnh phúc, lúc nào cũng đánh đập nhau, lúc nào cũng không chịu đựng, thì ở với nhau để làm gì thưa cô? Có không hiểu. Đây chính là cái mà chúng ta có một cái vấn đề nó thuộc về nhận thức. Không ai cổ vũ cho vấn đề chia ly trong vợ chồng. Nhưng bởi vì chúng ta không hiểu đúng về nó, chúng ta không hiểu được cái quyền tôi vừa nói đấy. Quyền của phụ nữ là được yêu thương, được trân trọng, được bảo vệ. Mà chúng ta không sử dụng cái quyền đó, chúng ta cam chịu. Và cái quan niệm rằng thôi già rồi, bây giờ mà có chuyện thay đổi gì đó thì người ta cười. Thì đây là do mình nghĩ và do chọn lựa của mình. Cuộc đời này người ta nói rằng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Cho nên mình không thể nào nói rằng gia đình nào giống gia đình nào. Vấn đề là cái ngưỡng chịu đựng của chúng ta nó đến đâu. Trong thực tế đã có những người vợ 5-7 năm chấp nhận cảnh chồng bạo hành. Nói ra thì xấu hổ, cho nên không có nói được, khó nói lắm. Nhưng bỗng đến một ngày thì họ chợt ngộ ra. Và họ thấy rằng họ phải dừng lại. Có một câu nói rất hay: đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tức là tôi, một người vợ sống hết lòng vì chồng con, yêu thương chồng con. Tại sao mà tôi lại cứ hứng chịu những trận đòn roi? Sau khi tôi đã xét bản thân tôi không làm gì nên tội, thì chắc chắn cái tội đó nó nghiêng về phía người bạn đời. Vậy tôi còn chịu được nữa hay không? Và như có lần trước tôi vừa mới chia sẻ với quý vị trong cái phần đầu là nếu như trong cơn say mà người ta chẳng may đánh vào chỗ hiểm mà mình gục xuống và chữa không được, hoặc là đã có những trường hợp chồng ngộ sát vợ, tôi gọi là ngộ sát là bởi vì lúc đó đang say, cho nên người ta gọi là ngộ sát. Còn nếu mình tỉnh mà mình đánh chết vợ, người ta gọi là cố sát. Thì trong trường hợp đó nó quá muộn rồi. Cho nên xin các chị, mình ngày hôm nay chia sẻ với nhau để mong các chị hiểu đúng. Mình yêu quý bản thân mình thấy cái giá trị bản thân mình có giá trị với cuộc đời này, thì mình sẽ có cách để bảo vệ cái quyền lợi và nhân phẩm của mình. Một lần anh lỡ đánh, cuộc đời này có thể sai, anh sửa. Và em cũng chân thành nói rằng đừng để có lần thứ hai. Nếu anh đánh em một lần nữa, thứ nhất, đau đớn bản thân em không nói, mà con cái nhìn vào làm sao em dạy con nên người. Con gái trong những trường hợp gần đây, chúng tôi thấy có một số các em gái không lập gia đình. Các em nói là con nhìn thấy bố mẹ con như vậy là con không muốn lấy chồng. Không có cái hình mẫu của một ông bố. Và các em trai thì cũng không thích lấy vợ. Lý do là sao? Chán. Cho nên cứ quan hệ rong chơi với cô này cô khác, giống như con bướm vậy đó. Cứ đậu hết cái này, cứ vờn cái hoa kia mà không lấy ai hết. Chúng ta có muốn con cái chúng mình như vậy hay không? Cho nên cái sự cam chịu của mình á, đôi khi mình phải xác định nó. Mình cam chịu với cái gì? Cam chịu để con mình có cha. Nhưng mà tôi hay hỏi rằng vậy ông cha đó như thế nào? Ông đã làm cái gương mẫu gì cho con học hỏi? Thậm chí có nhiều cháu bé còn nói rằng má ơi, ba đi vắng á, ba đi làm á, con thấy nhà mình dễ thở hơn. Là tại vì ông về là có bạo lực. Cho nên trước một cái thực trạng nhức nhối như thế này, không phải mình đặt ra câu hỏi để mình tìm cái lời giải thỏa đáng cho từng gia đình, nhưng chúng ta đặt vấn đề để mỗi chúng ta phải xét. Nếu là nam giới, chúng mình có nên đánh vợ hay không? Sỉ nhục vợ hay không? Nếu mình là nữ giới, mình có nên tiếp tay và đẩy cái cao trào để trở thành bạo lực trong gia đình hay không? Mình có nói ngày nói đêm bạo hành tinh thần chồng hay không? Vì có nhiều người chồng họ thốt lên một câu: đi làm đã mệt lắm rồi cô, về nhà đặt lưng xuống chỉ muốn được nằm yên thôi. Nhưng mà vợ lại bắt đầu tra tấn. Dĩ nhiên tra tấn này không phải đòn roi, mà nói rỉ rả, nói tới 1-2 giờ sáng. Và ông chồng ông thốt lên rằng em ơi, em hãy dừng nói đi cho anh nghỉ, để ngày mai anh còn đi làm. Nhưng mà vợ vẫn còn ấm ức, cho nên nói, cứ tiếp tục nói. Cho nên tôi nói rằng là ở đây mình phải công bằng với nhau. là chị em phụ nữ của mình cũng phải luôn luôn tỉnh táo để đừng sa vào cái việc nói nhiều quá và nói không ngừng nghỉ. Thực ra trong một chuyên đề khác về giáo dục, tôi sẽ trở lại vấn đề phụ nữ nói nhiều và phụ nữ cần phải nói nhiều. Nhưng như thế nào thì xin hẹn với quý vị dịp khác. Còn hôm nay tôi muốn nhắc một cái câu mà ở quê mình có câu nói là một lời nói, một đọi máu. Tôi muốn rằng tất cả chúng ta ngồi đây, khi mà bắt đầu nói điều gì, xin hãy cân nhắc thật kỹ. Vì một lời nói, một đọi máu nó có giá trị như là lời nói mà giống như là gươm dao hại người khác. Cho nên hại người khác, mình là Phật tử, mình không làm điều đó. Vậy xin đừng làm đau lòng nhau, làm tổn thương nhau, làm hại nhau vì những cái câu nói vô tình. Cho nên mới có một câu nói là xây dựng người thì mất ngàn lời, phá hủy người chỉ có một lời thôi. Cho nên là đau khẩu hạ lưu tình là vậy. Và ngày hôm nay khi chúng ta đến với buổi tọa đàm Tỏa Bóng Bồ Đề, chúng tôi hy vọng rằng là tất cả quý vị ngồi đây, chúng ta sẽ hiểu được giá trị của mình. Chúng ta hiểu rằng là cuộc sống hôn nhân của mình vì sao không hạnh phúc, tất cả là do chính lời nói của mình, nó làm sát thương nhau. Vậy thì với câu cuối cùng, Thảo Nguyên nghĩ rằng là quý Phật tử ở đây rất muốn nghe lời khuyên từ phía cô Mai, làm thế nào để có thể giữ ấm cho gia đình của mình. Tôi không dám đưa ra lời khuyên, tôi nghĩ sao thì tôi chia sẻ như vậy, trừ những người có lý tưởng tu hành. Còn tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng phải lập gia đình. Chúng ta trở thành vợ, thành chồng, thành cha, thành mẹ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng một cuộc sống gia đình mà không có cãi cọ, không có mâu thuẫn, không có trục trặc thì nó không bình thường. Cuộc sống hôn nhân nó đầy đủ những cảm xúc, hạnh phúc, thăng hoa, trái ý, bực bội, rất là nhiều những cái cung bậc khác nhau. Nhưng nếu như mà chúng ta chấp nhận nó bởi vì là cuộc đời, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta bình tâm để đón nhận nó. Chúng ta khi đến với nhau, chúng ta nói là chúng ta sẽ yêu thương nhau, chúng ta tôn trọng nhau cho đến hết cuộc đời. Chúng ta mới chậm chạm tới cuộc đời có một chút xíu thôi. Vui á, thì không thấy ai nói gì hết á. Nhưng mà hơi khó một chút thì bắt đầu muốn tránh né, muốn bỏ chạy. Tôi nghĩ rằng tất cả những khó khăn đó, nó là cuộc đời. Chúng ta chấp nhận nó với tinh thần nhìn và suy nghĩ tích cực thì chúng ta thấy bình thường. Giống như tôi đã đề cập ở phần trên, cuộc đời là bể khổ. Mỗi người được gọi là hạnh phúc thì tôi nói rằng là người ta chọn khổ theo cách của người ta. Tức là muốn được hạnh phúc thì cũng phải chạm tới nỗi khổ, biết khổ rồi mới có hạnh phúc. Nhưng mỗi người sẽ chạm đến cái nỗi khổ đó bằng cái cách của mình, và như thế là người ta tìm được hạnh phúc. Cái sự an lạc trong tâm hồn không phải là sự giàu có, không phải là cái bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe, mà an lạc hạnh phúc đó là chúng ta duy trì cái tình yêu từ thuở tóc chúng ta còn xanh cho đến mái đầu bạc. Như quý vị ngồi đây, tôi thấy rất nhiều quý vị tóc đã bạc, mà chúng ta có duy trì được như vậy có nghĩa là chúng ta chấp nhận nhau, chúng ta yêu thương những cái đáng yêu của nhau, và chúng ta yêu luôn cả những cái còn thiếu sót của nhau, và chúng ta bình tâm để nhận ra những cái chướng đó, những cái khó chịu đó. Bởi vì ngay bản thân mình cũng thay đổi theo thời gian. Trước đây chúng ta suy nghĩ khác, bây giờ trung niên rồi chúng ta sẽ nghĩ khác, cao niên rồi chúng ta cũng suy nghĩ khác. Chỉ có một điều không khác, đó là tình yêu, tình nghĩa vợ chồng thì phải luôn luôn được đề cao. Bởi vì trên đời này không có gì gắn bó, keo sơn vững chắc bằng tình yêu thương. Chúc quý vị hôm nay với buổi họp mặt này, và chúng ta sẽ biết chăm chút cho cái tổ ấm của mình, cả hai phía nam giới cũng như nữ giới, làm sao cho cái gia đình của mình thực sự là tổ ấm dưới cái bóng Bồ Đề. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô Mai và kính thưa quý vị Phật tử. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe lời chia sẻ của Đại Đức Thích Tâm Thành. Đại Đức của chúng ta đã quan lâm chứng minh mới nãy giờ thì cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện và cũng đã hiểu, rất hiểu và thấu hiểu cuộc sống vợ chồng của quý vị như thế nào, và vì sao quý vị chúng ta lại đến với lại ngôi chùa Cổ Am này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức nhé. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, vừa qua chúng ta đã được lắng nghe những câu hỏi của MC Thảo Nguyên, và đồng thời cũng thông qua những câu hỏi đấy chúng ta lại được nghe những lời giải đáp tận tình đầy đủ của chuyên gia tâm lý Thạc sĩ Lý Thị Mai. Và cũng thay lời cho ban tổ chức, xin được gửi lời tri ân đến chuyên gia tâm lý Thạc sĩ Lý Thị Mai đã dành buổi chia sẻ cho đại chúng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, mối quan hệ vợ chồng đó là một mắt xích quan trọng. Nếu như chúng ta biết tạo dựng, duy trì và giữ nó được bền vững, tốt đẹp, thì xã hội này nó sẽ tốt đẹp. Tại vì mối quan hệ vợ chồng nó sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ về cha mẹ, về con cái, về hàng xóm và ra ngoài xã hội. Trong cái xã hội ngày nay, bạo lực gia đình, nhất là đời sống vợ chồng ngày càng gia tăng, thì những giải pháp đưa ra để giải quyết cho vấn đề này đó là cần thiết. Đối với người Phật tử chúng ta, khi chúng ta đến chùa thì cái vai trò trách nhiệm bổn phận của người vợ, người chồng được Đức Phật chỉ dạy tương đối là kỹ. Có nhiều người nói rằng đến chùa chỉ tụng kinh thôi, hay nói rằng đến chùa là chỉ để cầu nguyện thôi. Kính thưa quý vị, nó chỉ một phần thôi. Đọc kinh là để làm gì quý vị? Đọc những lời Đức Phật dạy. Nhưng nếu chúng ta không biết được những lời Đức Phật dạy đó mà áp dụng vào trong đời sống thì chúng ta sẽ không có an lạc. Và tất cả Phật tử chúng ta nếu như thực hành đúng là lời Đức Phật dạy thì chắc chắn là không có cái khổ đau nào chúng ta không hóa giải được cả. Thì hôm nay trong cái khuôn khổ chúng ta bàn về cái bạo lực trong đời sống vợ chồng, thầy xin nhắc một đoạn trong Kinh Thiền Sinh. Đức Phật có dạy về bổn phận của chồng đối với vợ và bổn phận của vợ đối với chồng. Thì trong Kinh Thiền Sinh, Đức Phật dạy người chồng có 5 bổn phận đối với vợ. Thứ nhất là phải niềm nở đưa đón khi vợ đi cũng như khi về. Bổn phận thứ hai là phải dễ dàng trong vấn đề ăn uống để không làm nhọc lòng vợ. Và bổn phận thứ ba là không được ngoại tình, là tuyệt đối chung thủy với vợ. Bổn phận thứ tư của người chồng Đó là chúng ta phải tùy vào hoàn cảnh để chúng ta sắm những đồ trang sức, đồ dùng cần thiết cho vợ mà không được hẹp hòi. Và bốn phần thứ năm, phải tin tưởng vợ và giao phó tài sản cũng như công việc nhà cho vợ. Đó là năm bổn phận của chồng đối với vợ. Và chúng ta thấy Đức Phật cũng là một người rất là công bằng. Không phải chỉ chồng có trách nhiệm với vợ không thôi, mà vợ cũng phải có trách nhiệm với chồng. Người vợ cũng phải có năm bổn phận đối với chồng. Một phần thứ nhất thì cũng phải niềm nở, vui vẻ để khi chồng đi hay về. Bổn phận thứ hai của người vợ, tức là khi chồng đi vắng thì ở nhà phải lo công việc tươm tất, nấu ăn, đợi chồng về rồi cùng ăn. Bổn phận thứ ba của người vợ đó là phải tuyệt đối chung thủy với chồng, không được ngoại tình. Bổn phận thứ tư của người vợ là khi chồng nóng giận thì không được cãi vã, phải đợi chồng dìu xuống rồi mới dùng lời khuyên răn. Và ngược lại, khi chồng mà khuyên bảo đúng thì cũng phải lắng nghe và phải đối xử tốt với họ hàng hai bên. Bổn phận thứ năm của người vợ tức là phải biết sử dụng tài sản trong nhà, quản lý công việc trong nhà cho được tươm tất. Đó là năm bổn phận của chồng đối với vợ và vợ đối với chồng. Thì tóm gọn lại, trong vấn đề này, đối với người chồng và người vợ, chúng ta cần hiểu nhau, thương nhau, tôn trọng và chung thủy nhau. Đó là cái điều quan trọng mà một người Phật tử chúng ta cần phải ghi nhớ. Nếu như một người Phật tử chúng ta vừa nghe được những lời gọi là chia sẻ của chuyên gia tâm lý Thạc sĩ Lý Thị Mai rồi, và đồng thời chúng ta áp dụng những lời bổn phận của Đức Phật dạy trong Kinh Thiền Sinh đối với vợ, đối với chồng, thì Thầy tin rằng tất cả quý vị Phật tử ở đây chúng ta sẽ tạo nên một gia đình, duy trì một gia đình và bảo vệ gia đình của chúng ta luôn luôn hạnh phúc và an lạc trong đời sống hiện tại. Và Thầy cũng cầu mong Tam Bảo, Thầy gia hộ cho tất cả quý vị ở đây, những người đã có gia đình, những người sắp lập gia đình, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.